Chào mừng các bạn đã đến với tạp hóa Comic. Trong các số đầu tiên, chúng ta đã đi qua một số nhân vật quan trọng sẽ góp phần trong sự kiện Secret Wars. Còn trong ngày hôm nay, tôi sẽ dẫn thẳng anh em tới những bước chân đầu tiên trong chuyến hành trình đến với sự kiện vĩ đại này. Nếu như anh em còn nhớ thì trong video giới thiệu về thứ tự đọc truyện, tôi có đề cập tới Avengers và New Avengers, hai đầu truyện vô cùng quan trọng nếu muốn hiểu và đọc được Secret Wars. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ác truyện đầu tiên, Avengers World. Không để anh em chờ lâu nữa, bắt đầu video thôi. Chúng ta sẽ đi qua giới thiệu một chút nhé. Avengers World là một ác truyện thuộc đầu truyện Avengers 2013, ra mắt vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013, kéo dài 6 tập truyện từ số đầu tiên cho tới số thứ 6, được sáng tác bởi nhà văn Jonathan Hickman và họa sĩ Jerome Opena. Bộ truyện có nội dung kể về việc một khởi đầu mới của các Avengers khi mà cùng nhau chống lại những vị khách không mời mà tới, cũng chính là mối đe dọa hàng đầu nhằm bắt đầu một sự kiện lớn về sau. Vào năm 2012, Marvel Comics chính thức ra mắt một thời kỳ hoàn toàn mới mang tên Marvel Now, một cú relaunch với sự mong đợi khi đem tới cho độc giả những đầu truyện hoàn toàn mới với sức hấp dẫn tới khó tả. Và Avengers chính là đầu truyện mở màn cho thời kỳ tuy ngắn nhưng lại đậm dấu ấn như vậy. Còn nhớ sau cái khoảnh khắc khi mà các siêu anh hùng đại thắng trước các độc tài Norman Osborn trong thời kỳ đen tối mang tên Dark Reign đã mở ra một thời đại không kém hoành tráng hơn là Heroes Reborn. Các Avengers được chắp bút bởi một trong những nhà văn gạo cội nhất thời điểm này, là cha đẻ của vô số anh hùng nổi tiếng như là Jessica Jones, Miles Morales hay là Ironheart, Riri Williams, chính là nhà văn Brian Michael Bendis. Và sau khoảng thời gian chắp bút với 34 tập truyện, Bendis đã kết thúc hành trình của mình. Và đây cũng là lúc những khoảnh khắc vĩ đại nhất đã được lặp lại. Avengers 2013 mở ra thời kỳ Marvel Now với sự chắp bút của nhà văn ngang hàng với những Grant Morrison hay là Bendis, Jonathan Hickman. Trong tay Hickman, Avengers như được sống lại cái thời kỳ hoàng kim của mình. Họ vĩ đại và đậm chất siêu anh hùng hơn bao giờ hết. Nhưng không chỉ với nhóm Avengers mà xuyên suốt thời kỳ Marvel Now. Có lẽ đây chính là sân khấu mãn nhãn nhất của nhà văn này. Ông đã tận dụng mọi thứ có được để có thể tạo ra một con đường bằng phẳng và giúp cho Marvel Comics mở ra được những thành tựu để đời với biết bao sự kiện to lớn như là Infinity, Time Runs Out hay thậm chí là cả Secret Wars. Sau 44 tập truyện của Avengers và 33 tập truyện của New Avengers, độc giả sẽ được chứng kiến chuyến hành trình vĩ đại mà chúng ta đạt được khi cùng nhau trải qua nó. Và chỉ với ác truyện đầu tiên là Avengers World, Hickman đã đặt ra những nền móng đầu tiên cho một đội Avengers hoàn toàn mới, tái hiện lại một thời kỳ hoàng kim mà họ còn đang bỏ ngỏ trước đó với nhà văn Bendis. Trước khi tới với nội dung chính của ác truyện ngày hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu cho các bạn về bối cảnh xảy ra Avengers World. Với lần xuất hiện này, chúng ta được chứng kiến một đội hình Avengers hoàn toàn mới với 6 cái tên bao gồm Iron Man Tony Stark, Captain America Steve Rogers, Thor Odinson, Hulk Bruce Banner, Black Widow Natasha Romanoff và Hawkeye Clint Barton. Nếu như các bạn để ý kỹ thì sẽ biết được điểm thú vị của đội hình này là gì đấy. Đúng rồi, chính là đội hình của nhóm Avengers thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Thời kỳ Marvel Now ra mắt cũng là cùng năm với bộ phim The Avengers và chỉ một năm sau, đầu truyện Avengers 2013 chính thức ra mắt để ăn theo điện ảnh cùng với các thành viên kể trên. Tuy nhiên, không chỉ có 6 người bọn họ, nhóm còn có sự góp mặt của hàng loạt cái tên mới và cũ. Chẳng hạn như là Captain Marvel Carol Danvers, bộ đôi dị nhân Sunspot và Cannonball hay là cả siêu anh hùng tới từ thực tại khác Hyperion. Với đội hình này, Hickman còn tạo sẵn ra một hệ thống để nhấn mạnh về tính sử thi của nó. Thế kẻ thù của nhóm Avengers trong ác truyện này là ai? Họ là một tuyến nhân vật hoàn toàn mới được Hickman tạo ra và có vai trò không kém phần quan trọng trong sự kiện Time Runs Out. Xin được giới thiệu với các bạn, đó là bộ ba Ex Nihilo, Aleph và Abyss. Cả ba đều là những thuộc hạ của The Builders, một chủng tộc lâu đời của vũ trụ với sứ mệnh là tạo ra một hệ thống vũ trụ hoàn hảo nhất. Họ đã đưa các thuộc hạ của mình ra khắp nơi trong vũ trụ để thực thi nhiệm vụ tái cấu trúc không gian và thời gian. Các Builders có trong tay 3 thứ có thể giúp họ thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình, đó chính là hai đội quân The Gardeners và Alephs. Kèm theo đó là sinh vật của vực thẳm, Abyss. The Gardener là một chủng loài được các Builders tạo ra có quyền năng to lớn tới mức có thể tái cấu trúc hành tinh và đem tới sự phát triển tiến hóa vượt bậc. Bên cạnh đó, họ còn có đủ sức để hủy diệt hành tinh nếu như nó không còn xứng đáng tồn tại nữa. Đại diện cho cả The Gardeners chính là Ex Nihilo. Abyss là một chủng loài có nhiệm vụ giám sát các hành động của The Gardener. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thấy duy nhất một Abyss tồn tại và cô cũng chính là em gái của Ex Nihilo. Và cuối cùng là Alephs. Đội quân người máy được phân chia ra để mỗi cá thể trong số đó sẽ quản lý một The Gardeners và Abyss. Ngoài ra, chức năng chính của họ là đưa ra lời phán quyết lên một hành tinh để xem liệu nó còn xứng đáng tồn tại nữa hay không. Tùy theo lời phán quyết của Aleph thì The Gardener sẽ đưa ra các hành động tiếp theo. Ngoài ba nhóm chính thì chúng ta còn có các Curators và Caretakers phục vụ cho các Builders. Và chúng ta đã biết được những chính diện cũng như là phản diện rồi. Đã tới lúc để đưa tất cả các bạn tới với nội dung chính của video ngày hôm nay. Tóm tắt,
Avengers World. Mở đầu bộ truyện là những viễn cảnh bên ngoài vũ trụ, một nơi từng chỉ là hư vô và rồi thứ ánh sáng trong sự sáng tạo lẻ loi đem tới vạn vật. Cũng chính nó là thứ đã luôn đồng hành trong suốt hành trình của các loài sinh vật. Liệu nó có phải là thứ ánh sáng xuất hiện sau khi mà Hyperion đã trốn thoát khỏi một thực tại đã bị chết? Có người thì nói rằng đó là ánh sáng từ đội hộ vệ hoàng gia của Shi'ar sau khi thất thủ trên mặt trăng. Nhiều người khác thì lại nghĩ nó là từ khi Ex Nihilo đặt chân lên sao hỏa và đem cả một màu xanh trải dài trên cái hành tinh này. Nhưng tất cả mọi người đều sai. Nó xuất hiện từ trước khi có cả White Event, trước cả cuộc chiến và cả sự sụp đổ. Nó bắt đầu từ hai người đàn ông, bắt đầu từ một ý tưởng. Câu chuyện bắt đầu. Tony Stark đánh thức vị đội trưởng sau một giấc ngủ dài. Trong đầu của Steve xuất hiện những ký ức mù mờ về nhóm Illuminati, nhưng anh lại không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Trên sao hỏa khi này, Ex Nihilo đang bắt đầu kiến thiết về một hệ sinh thái và đang đem lại sự sống cho hành tinh khắc nghiệt trên. Ông thậm chí còn đem tới những phát minh vĩ đại nhất, những quả Origin Bomb đem tới sự sống và tiến hóa vượt bậc nằm ngoài kiến thức con người. Ex Nihilo cũng thành công trong việc tạo ra sinh vật con người đầu tiên và đặt tên cho cậu ta là Adam. Nhưng cũng chính trong những quả Origin Bomb tại trái đất đã đem tới những kết quả không lường trước và các Avengers thực hiện một chuyến đi phượt lên sao hỏa nhằm tính sổ với những vị khách không mời mà tới. Ngay khi đặt chân tới, Bruce Banner biết anh phải làm gì và nhanh chóng giải phóng con quái vật màu xanh để tham chiến. Hai team lao vào nhau và bắt đầu một trận chiến chẳng hề có một thứ gì gọi là cân bằng ở đây. Đứng trước bộ ba quái vật kia, các siêu anh hùng của chúng ta trở nên bất lực. Ngay cả Hulk còn bị Abyss thao túng và tẩn vị thần sấm một trận. Ex Nihilo sau đó đã tha thứ cho Captain và gửi anh ta trở lại trái đất như một lời cảnh báo. Trở về sau sự nhục nhã thất bại, Steve tỉnh giấc 3 ngày sau đó, nhưng không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa rồi. Anh đứng dậy và khoác lên mình bộ trang phục của Captain America, nhìn lên bản đồ Avengers và rồi đưa ra lời triệu hồi tới các thành viên của biệt đội siêu anh hùng mạnh mẽ nhất trên trái đất. Để cứu 5 người đồng đội khỏi tay của những gã người ngoài hành tinh quái dị, nhóm Avengers mới đã được tập hợp. Với cặp đôi nhện Spider-Man và Spider-Woman, bộ đôi song sát tới từ dị nhân Cannonball và Sunspot, Captain Marvel Carol Danvers, Manifold, Wolverine, Shang-Chi, Falcon, Captain Universe, Hyperion và Smasher. Trước mặt đồng giải lúc này là khoảnh khắc sẽ làm nên lịch sử khi Captain America giơ cao tấm khiên cùng với các Avengers. Tại sao hỏa lúc này, các Avengers vẫn bị nằm trong lòng bàn tay của bộ ba và chúng ta có một đại hội thoại vô cùng thú vị giữa Thor và Ex Nihilo. Gã Gardener đã hỏi thần sấm rằng liệu anh có thực sự là một vị thần như những gì anh nghĩ hay không? Hay ở phía ngoài vũ trụ xa kia mới có những vị thần tồn tại đúng nghĩa? Ex Nihilo tiếp tục kể về các Builders, cùng với đó là công cuộc khai phá vũ trụ để biến nơi này trở thành hệ thống trật tự mà họ mong muốn. Ngay cả khi đó, cũng chính là lúc mà Aleph được giao phó giúp cho hai quả trứng đang nở. Và đây cũng chính là sự ra đời của cặp đôi Ex Nihilo và Abyss. Câu chuyện tiếp tục với những viễn cảnh của quá khứ, lúc mà Tony và Steve cùng nhau lập ra kế hoạch để tái xây dựng nhóm Avengers. Cả hai tạo ra một bảng danh sách với những cái tên phù hợp để ứng tuyển cho các vị trí tiếp theo. Khung cảnh mà Tony cùng với Steve đi chiêu mộ thêm thành viên khiến cho những người hâm mộ cuồng nhiệt không thể nào mà không liên tưởng tới đoạn phim Charles Xavier cùng với Magneto tuyển thêm các thành viên cho nhóm X-Men trong phần phim First Class. Người đầu tiên thì lại là Wolverine, khi mà gã thợ săn Logan lúc này đang tu một vỏ bia. Buồn cười thay, anh chàng nhện nhọ lại quyết định theo chân Tony chỉ sau 3 từ ngắn vỏn vẹn: We have money, chúng tôi có tiền. Người phụ tá đắc lực của Captain, The Falcon hay Sam Wilson đã trở lại. Và bên cạnh đó chính là bậc thầy Kung Fu Shang-Chi. Cặp đôi dân chơi Cannonball và Sunspot cũng nhanh chóng nhận được một lời mời và chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Eden Fessy hay là Manifold cũng sớm gia nhập đội và cả cô nàng Carol Danvers cùng với Jessica Drew cũng chấp nhận lời mời cho một buổi tối lãng mạn. Trở lại với hiện tại, Ex Nihilo tiếp tục gửi những Origin Bombs xuống trái đất cùng với con quái vật kinh tởm. Nhằm đáp trả cho động thái này, Captain lập tức xuất quân để dạy cho đám người ngoài hành tinh biết thế nào là lễ hội. Manifold bắt đầu quá trình bẻ cong không gian và đưa cả đội tới sao hỏa. Ngay lúc này đây, sản phẩm đầu tiên của Ex Nihilo, con người mang tên Adam, đã thoát ra khỏi cái kén và bắt đầu phát ra những thứ ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ. Nhưng đây không phải là lúc lo cho Adam đâu. Ex Nihilo nên tự lo cho bản thân bởi các Avengers đã tới và sẵn sàng cho cuộc báo thù của họ. Dù kinh nghiệm từ lần trước, nhóm Avengers đã giành được lợi thế và đẩy lùi được bộ ba của Builders. Bên cạnh đó, họ còn giải cứu được cho những người đồng đội đang bị bắt giữ. Thế cục lại tiếp tục xoay chuyển theo một hướng vô cùng bất ngờ khi mà Captain Universe xuất hiện trước sự chứng kiến của những thuộc hạ của Builders. Ex Nihilo và Abyss nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của bà và lập tức quỳ xuống đất. Bởi Captain Universe chính là đấng tối cao của họ. Bà là mẹ của vũ trụ
và đảm bảo sự cân bằng của thế giới này. Nhưng trái ngược với hai người đồng đội của mình, Aleph chỉ đơn giản là một con người máy và xác nhận Captain Universe là một kẻ thù cần phải bị loại bỏ. Nhưng hành động ấy lại là một bước đi sai lầm khi mà ngay sau đó, con người máy đã tan thành những vụn vỡ với một cú chạm nhẹ. Cuộc chiến kết thúc, các Avengers trở lại trái đất và đem Adam theo. Khi được Ex Nihilo hỏi rằng điều gì đã khiến cho trái đất trở nên đặc biệt, Captain chỉ đáp lại ngắn gọn: đây là thế giới của Avengers. Avengers World kết thúc với hai người bạn thân bên nhau nhìn ngắm thời đại mà họ đã tạo ra. Một ý tưởng vĩ đại đã được mở rộng và nó bắt đầu với hai người đàn ông. Một người là sự sống và người kia là cái chết. Bây giờ, chúng ta sẽ tổng kết lại những gì đã xảy ra cùng với những điều sắp sửa xảy tới sau Avengers World. Tuy rằng cốt truyện chính chỉ trải dài vỏn vẹn có 3 tập truyện, nhưng 3 tập sau của ác truyện này lại khai thác thêm cho độc giả về một số thành viên mới, bao gồm Hyperion, Smasher và Captain Universe. Đầu tiên chính là Hyperion. Sự xuất hiện của nhân vật đạo nhái từ Superman không phải là lần đầu, bởi vì trước đó đã có rất nhiều phiên bản khác nhau. Hyperion này tới từ vũ trụ Earth 13034. Anh là cá thể duy nhất còn sống sót của chủng tộc Eternals thượng đẳng và được gửi xuống trái đất. Anh được một người đàn ông chăm sóc và nuôi dạy, tặng cho anh cái tên là Marcus Milton, cùng với đó là những bài học để trở thành người bảo vệ cho trái đất. Lớn lên, Hyperion đã cùng với nhóm siêu anh hùng Squadron Supreme thực thi công lý và trừ gian diệt bạo. Cho tới một ngày, vũ trụ Earth 13034 va chạm với một vũ trụ khác, và đây cũng là chi tiết đầu tiên cho hiện tượng Incursion, khiến cho thế giới này chuẩn bị rơi vào sự tận diệt. Nhưng không ngờ rằng, chỉ có một mình Hyperion là sống sót sau cú va chạm này và anh đã tồn tại trong không gian hư vô trước khi được tổ chức AIM của vũ trụ Earth 616 đưa tới thực tại này. Sau đó, anh được Avengers chiêu mộ và trở thành một thành viên trong nhóm. Thứ hai, chính là Smasher. Cô tên thật là Isabel Easy Kane, được sinh ra trong một nông trại tại Iowa. Ông của cô là một người hùng thời chiến, đại úy Terror, và luôn mong muốn đứa cháu gái tiếp nối sự nghiệp vàng danh của mình. Một ngày nọ, Easy tìm thấy cặp kính Exospec của người tiền nhiệm danh hiệu Smasher trước đó, và nó đã giúp cho cô trở thành một Smasher, một thành viên của đội hộ vệ hoàng gia, phục vụ cho đế chế Shi'ar. Sau quãng thời gian phục vụ cho thế giới thứ hai, cô đã nhận một tin buồn khi mà người ông của mình đã qua đời, và nguyện vọng cuối cùng của ông đó là vẫn muốn cô theo đuổi sự nghiệp của một người hùng. Easy sau đó đã gia nhập nhóm Avengers theo lời mời gọi của Captain America, và tại nơi đây cô đã gặp được tình yêu của đời mình, anh chàng dị nhân Cannonball Sam Guthrie. Và cuối cùng chính là Captain Universe, một danh hiệu dành cho những người nào được nguồn sức mạnh Unipower trở thành chủ nhân, nhận được quyền năng to lớn của vũ trụ và kèm theo đó chính là sứ mệnh bảo vệ nơi đây. Vật chủ của Unipower lúc bấy giờ là Tamara DeVoe, một người phụ nữ mất trí nhớ sau tai nạn xe hơi. Sau khóa thiền cùng với Shang-Chi, Captain Universe gặp lại Tony cùng với sinh vật mang tên Adam do Ex Nihilo tạo ra. Cũng trong lúc này, thiên tài người trái đất đang cố gắng giải mã những ký tự đặc biệt của các Builders. Với sự tác động của cô, Adam Black Veil đã biết được tên thật của mình là gì. Anh là Night Mask và chợt nhìn thấy viễn cảnh tiếp theo. Một thứ quyền năng của vũ trụ đã trở lại, White Event đã tái xuất. Và đây cũng chính là thứ sẽ xuất hiện trong những tập tiếp theo của chuỗi series Secret Wars. Và video ngày hôm nay sẽ phải được dừng lại tại đây. Anh em ấn tượng với chi tiết nào thì hãy cùng chia sẻ với tôi nhé. Nếu như các bạn muốn tạo vào comics làm video nào, đừng ngần ngại mà hãy để nó dưới phần bình luận. Bây giờ tôi lại cảm thấy hứng thú để làm cho các video tiếp theo thì sao. Nếu như anh em muốn được xem tiếp các video tiếp theo thì hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ chúng nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.